ready. Give me a target. Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ, và chúng ta sẽ cùng đến với đây. Đây là cái vị tướng xạ thủ được đánh giá là phế nhất ở giai đoạn đầu mùa giải thứ 18 theo cái bảng xếp hạng Expect Wingman. Cái bảng xếp hạng để chỉ ra cho mình những cái vị tướng nó được xếp theo cái độ hiệu quả và cái tầm ảnh hưởng trong cái trận đấu anh em ạ. Thì theo những đánh giá của cái trang web Expect Wingman thì Lesley ở thời điểm hiện tại đầu mùa giải thứ 18 được đánh giá chỉ là xạ thủ hạng C, là cái vị trí trước đó của Leila Chan anh em ạ. Lesley chỉ được đánh giá ngang hàng với Moskov và dưới rất nhiều những cái chất tướng xạ thủ khác như là Kling hay là Granger ở hạng B này, rồi thì Iriteo, Hanabi, thậm chí là Wan Wan ở hạng A. Yep, anh em không nghe nhầm đâu. Chính xác là thời điểm hiện tại Lesley chỉ được đánh giá là xạ thủ hạng C, tôi hiểu đơn giản là xạ thủ hạng bét ấy. Liệu rằng thì không biết là mỡ không biết là anh em nghĩ sao á, nhưng mà cá nhân mỡ cho rằng là cái vị tướng Lesley này nó phải có một cái lý do gì đó khiến cho cái trang Expect Wingman cũng như là ở giai đoạn gần đây cái tầm ảnh hưởng của cái vị tướng này nó tệ đến mức mà rất nhiều người chơi đã không còn sử dụng cái vị tướng này hiệu quả nữa mà nó rớt xuống hạng C. Nhưng mà thực hư liệu rằng Lesley có xứng đáng là một cái chất tướng ở cái cấp độ gọi là xạ thủ hạng bét của Mobile Legends không? Và nếu như mà theo quan điểm đánh giá của cá nhân mỡ ấy, thì cái vị tướng xạ thủ Lesley này nó nên là ở khoảng cấp độ nào? Hãy cùng xem cái video clip này của mỡ nha. Thì ở thời điểm hiện tại là Lesley cá nhân mỡ cho rằng là phù hợp với cái việc đi đường vàng và bám lên farm đồ anh em ạ. Bởi vì là có một số cái chất tướng ở thời điểm hiện tại như mọi người có chia sẻ với anh em ý, những cái chất tướng ở hạng gọi là hạng nó gọi là hạng gì nhỉ, hạng từ A trở lên, từ A hoặc A cộng trở lên cho đến hạng S cộng ý, thì có khả năng đi rừng mạnh ngay từ giai đoạn đầu game, có thể đi rừng được anh em nha. Ví dụ như là Claude này, Yi Sangxi này, Mia này, hay thậm chí đó là cái vị tướng Pupun Kupa. Nhưng đối với Lesley hoặc những cái vị tướng xạ thủ khác ở cấp độ thấp ý, thì cái việc đi rừng của cái vị tướng này hơi khó, bởi vì Lesley là cái chất tướng farm đơn mục tiêu anh em nhá. Cái vị tướng này chỉ có khả năng bắn một cái mục tiêu rất đau đến từ cái chí mạng của mình thôi, chứ không có khả năng farm lan cũng như là farm rừng, thì thực sự nói rất là tù. Thế cho nên nếu như mà Lesley mà đi farm rừng ấy thì nó sẽ rất là thọt cho tài nguyên và đồng đội, không thể nào bằng được Yi Sangxi, Mia hay là Claude các thứ các kiểu. Cho nên là Lesley ở thời điểm hiện tại chỉ có một cái lựa chọn duy nhất cho mình, đó là đi len vàng và hít lượng vàng đến từ những cái con xe để mà có sớm được cho mình cái lượng trang bị đó. Thì cá nhân mà nghĩ rằng là Lesley với hai trang bị đầu tiên, đó là cái tràng phong kiếm và cái chiến thần berserker, về cơ bản nó vẫn khỏe. Mỡ chưa tìm được cái điểm gì mà nó yếu đi của cái vị tướng này ở khoảng giai đoạn đầu game. Nhưng mà úi, đánh gặp phải 3-4 này thì đúng là nó yếu thật anh em ạ. Cái vị tướng Yi Sangxi này đi lùng mỡ, anh ta phát này là toi rồi, bắn tỉa cực đại đến từ vị trí của xạ thủ hạng B lên xạ thủ hạng S. Và thế là cái anh chàng xạ thủ Yi Sangxi anh ta đánh quá báo trên anh ta bay màu. Ở trong trận đấu này thì mỡ sử dụng cái vị tướng Lesley ở cái tầm rank sử thi 1 với cái trận đấu quyết định lên rank huyền thoại anh em nha. Mà đối với cái giai đoạn đầu mùa ấy thì mỡ không nghĩ rằng cái khoảng rank sử thi để lên huyền thoại nó là rank thấp đâu anh em ạ. Nó cũng là rank tầm trung rồi ạ, nó cũng là rank tầm trung rồi ạ. Để xem anh em trình diễn của Lesley ở thời điểm hiện tại như thế nào, và cuối trận chúng ta sẽ cùng thử nhìn nhận lại xem là cái con Lesley này nó khỏe hay nó yếu nha. Thì đây, cái thanh niên rồng chết cứ lởn vởn trong trụ này. Đây thì lởn vởn này, bắn tỉa cực đại được kích hoạt. Này thì lởn vởn này, đối mạng là dễ anh em ạ. Tầm thi triển của chiêu cuối Lesley là rất xa với ba phát bắn khiến cho cái anh chàng tử long không có ai che cho anh ta. Thế là anh ta bay màu, cái mạng thứ hai của mỡ trong cái trận đấu này rồi. Thì ở thời điểm hiện tại cho đến cái thời điểm này thì cá nhân mỡ cho rằng ý là cái con Lesley này nó vẫn hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ của nó ở giai đoạn đầu game, đó là đi farm, không hề bị đè quá nhiều. Bên cạnh đó là với cái chiêu thứ nhất ý, cái mà
ẩn thân này, cái nghệ thuật ẩn thân này, kiểu nó không phải tàng hình đâu anh em ạ, nó chỉ là ẩn thân thôi. Thì Leslie với tầm bắn khá sao của mình hoàn toàn có thể đóng vai trò là cấu rìa tốt, và như anh em có thể thấy không ạ, những cái vị tướng tay gần kiểu như Tử Long đi mà gặp Leslie là thực sự phải nói là cực kỳ vất vả, bởi khả năng cấu rìa đến từ những phát bắn chí mạng của Leslie có thể là bây giờ nó không thể nào đau bằng Layla hay là những cái vị tướng ở cái cấp S hay là A cộng A nữa, nhưng mà Leslie ở tầm nào đó mỡ thấy cái khả năng cấu rìa của nó tốt hơn rất nhiều so với Irithel, so với Hanabi, so với Wan Wan và so với những cái chất tướng ở khoảng cấp độ mỡ nghĩ là khoảng cấp độ A đến B thì Leslie cấu rìa tốt hơn rất nhiều. Còn đối với những cái vị tướng ở cấp độ A cộng và S thì về cơ bản con Leslie này cấu rìa nó hơi khó, bởi vì cấu rìa được những cái chất tướng xạ thủ đó được một phát thì mấy con xạ thủ đấy nó trả lại cho 2-3 phát khá là nhói anh em ạ. Đó, mà ở trong trận đấu này thì cũng khá hên là bởi vì cái anh chàng Yi San Xin hình như là anh ta đi rừng, cho nên là mỡ không phải đối đầu với anh ta ngay từ giờ đầu game. Bởi vì khi mà đối đầu với một cái chất tướng Yi San Xin biết chơi á, mà kiểu nó có bao kê thì Yi San Xin sẵn sàng nó lướt lên, nó đấu tay bo với mỡ luôn anh em ạ. Nhưng mà ở đường dưới thì mỡ cùng với cả vị tướng Jazz đối đầu với cả cái anh chàng Tử Long, cho nên là có một cái khởi đầu game nó khá là ok. Và mỡ đã có được cho mình đó là cái chàng phong kiếm rồi. Tầm này thì cái con Leslie là mỡ sẽ chơi theo cái style, theo cái kiểu gọi là full tốc đánh anh em nha, chưa quá ưu tiên đam. Chúng ta lên trắng phong kiếm trước, sau đó chúng ta sẽ lên chiến dù berserker lấy chí mạng và đam, tiếp theo đó chúng ta mới lên đường đam. Đó, còn ở đây là cái vị tướng đó là Khelid, thêm vào đó là cái anh chàng Verlier. Khelid đang bị xích đến từ vị trí Ukaza và mỡ có được cái phát bắn không nhìn thấy cái chắc chắn Khelid này không nhìn thấy mỡ luôn em ạ. Và cái mạng thứ ba của mỡ ở trong trận đấu này rất đơn giản và dễ dàng. Thì đấy, lại một cái thứ sức mạnh gọi là dồn sát thương rất nhanh và đơn mục tiêu của cái vị tướng Leslie khiến cho mỡ nghĩ rằng là thật sự phải nói với anh em ý là chẳng có lý do gì để mà Leslie có thể gọi là thua trước ở Hanabi, thậm chí là Wan Wan hay là Irithel cả. Bởi vì cá nhân để mỡ chia sẻ với anh em này, thứ nhất ý, Leslie là tầm bắn rất là xa, cho nên nếu như so sánh Leslie với Moskov thì mỡ nghĩ rằng Leslie ở thời điểm hiện tại nó vẫn ăn được Moskov ý. Còn đối với cả cái chất tướng Ranger thì đây là một cái chất tướng xạ thủ thiên về việc sử dụng kỹ năng. Cho nên nếu như mà... Như nào nhỉ? Nếu như mà đánh giá là một cái chất tướng có đồ ngang nhau ấy, thì mỡ nghĩ rằng đâu đó Leslie vẫn dễ chơi và vẫn khỏe hơn Ranger rất là nhiều. Bởi vì Ranger, cái bộ kỹ năng của anh ta là thiên về cái việc anh em phải dùng trúng toàn bộ kỹ năng của Ranger ấy, thì sốc đam nó mới đau. Nhưng cái con Leslie này thì nó không có cái kỹ năng nào để mà định hướng giống như Ranger cả. Nó toàn là kỹ năng chỉ định cả. Và có duy nhất cái kỹ năng thứ hai là một cái kỹ năng dạng khống chế và dịch chuyển nhẹ để mà phá đi cho mình những cái vị tướng nào áp sát thôi. Cho nên mỡ nghĩ rằng nếu như mà so tài giữa Ranger và Leslie ở thời điểm hiện tại thì mỡ nghĩ là Ranger nó sẽ yếu hơn Leslie anh em ạ. Còn đối với Irithel, đối với Hanabi hay đối với Wan Wan, mỡ đánh giá một cái nhìn nó hơi phiến diện chút xíu, đó là cả ba vị tướng này ở thời điểm hiện tại nó đều chỉ tầm ngang ngửa hoặc là dưới Leslie một chút xíu, chứ không có chuyện là Leslie thua so với Irithel, Hanabi hay là Wan Wan đâu anh em ơi. Bởi vì rằng là cái lượng sát thương của Leslie, mặc dù giai đoạn đầu game gây ra bây giờ nó sẽ không thực sự mạnh hơn so với những cái vị tướng kia quá nhiều, nhưng nó cũng không hề yếu hơn một chút xíu nào cả anh em ạ. Rất thốn đến từ cái phát bắn được cường hóa của cái vị tướng xạ thủ này. Và trong cái video clip này là mỡ sẽ sử dụng Leslie đi đường dưới và có cho mình cái trang phục xạ thủ thiên hà, cái trang phục epic của cái vị tướng này nha. Anh em thấy không ạ? Khi mà một cái con Leslie nó có hai đồ ấy thì đến cả khe lịch chả thấy nó đâu, thì ngồi đấy gọi là để yên cho nó bắn anh em ạ. Set trang bị thì mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái cho anh em xem. Và cái bảng ngọc trong trận đấu này mỡ sử dụng cho Leslie vẫn là cái bảng ngọc với cái điểm tài năng liên sát, giúp cho Leslie có được cái ngưỡng sức mạnh ổn ở giai đoạn đầu game và khả năng hút máu khi mà chúng ta hạ gục được tướng địch đến từ cái điểm tài năng liên sát. Còn Leslie này thì mỡ khuyên anh em không nên sử dụng bảng ngọc xạ thủ anh em nha. Chúng ta cầm bảng ngọc xạ thủ để cho cái ngưỡng sức mạnh của Leslie nó đến sớm. Và ở thời điểm hiện tại đang là phút thứ 8, mỡ cũng đã bỏ túi cho mình băng mấy cái là cũng được 4 mạng rồi anh em. Đó, mặc dù nói là phế nhưng mà có phế rồi anh em. Mỡ thấy đánh cái con Leslie này nó còn cơ động chán và nó còn ổn hơn khá nhiều so với việc mỡ cầm Ranger. Thật, cái này mỡ phải chia sẻ thật, bởi vì là Ranger nhiều khi kiểu bây giờ cầm con Ranger ấy dồn sát thương chiêu cuối nhìn mà tức anh em ạ, bởi vì đam nó bé tí á. Nhưng mà cái con Leslie này nó cái lượng sát thương đến từ đồ là chủ yếu,
mà nó chỉ cần hai đồ thôi, thì cái khả năng bắn chí mạng của Leslie gần như là liên tục, và cái tầm bắn nó rất là xa rồi. Dĩ nhiên là không thể xa bằng Leila được, bởi vì ở thời điểm hiện tại tướng bắn xa nhất thì Leila Chan họ đã chiếm được cái gọi là danh hiệu đó rồi. Leslie ở thời điểm hiện tại bắn vẫn rất xa, nhưng nó chỉ dừng ở mức gọi là xa tầm trung mà thôi. Nói là xa tầm trung mà kiểu nói cho vui thôi ý. Mấy con khe lịt với cả mấy con tử long gặp phải cái con Leslie này, thề với anh em sờ vào nó đã khó, thật với anh em sờ vào nó đã khó á, mà kiểu giết nó còn khó hơn. Bởi vì Leslie cầm thanh tẩy đi đường dưới, đi đường vàng vẫn rất là ổn, và ở đây giữ vị trí mặc dù tranh chỉ một level thôi, nhưng bắn hai cái Valia bay màu tiếp tục dồn sát thương vào cái vị tướng Gatot Kaka. Anh ta kích hoạt nội tại liên tục nhưng cũng bay màu nốt, double kill đến từ vị trí của mỡ, và khe lịt bị đó là cái vị tướng Hayabusa hạ gục. Còn ở đây đây là có Yi Sang Shin, chiêu cuối bắn tỉa cực đại được kích hoạt, bắn ba cái và phát bắn cuối cùng là đủ để mà hạ gục được cái vị tướng Yi Sang Shin. Anh ơi, dòng chết, dòng chết, định hất mỡ, không hất nổi anh em ạ. Cái mạng thứ 8 của mỡ trong cái trận đấu này, và mỡ nghĩ rằng là mặc dù là chúng ta có một cái website được đặt tên là Expect Win Main là dùng để tra cứu, nhưng anh em lưu ý rằng ý là cái website đó nó chỉ mang tính chất gọi là tra cứu theo cái góc độ gọi là tư vấn cho anh em thôi, chứ nó không thực sự là chính xác 100% đâu. Bởi vì anh em nhìn cái con Leslie như thế này này, nó bắn một cái Valier gần bay cả cây, nó bắn 2, 2, 3, 4, 5 lần lượt là Gatot Kaka và Khelit bay, một bắn hai bắn tử long bay màu và sẽ tìm đến cái vị tướng Valier, một bắn hai bắn ba bắn bốn bắn năm bắn bay màu nốt cả Valier luôn, bởi vì không có chí mạng nảy lên anh em ạ. Ui, 10 mạng rồi, và đây 11 mạng đến từ vị trí của Yi Sang Shin luôn. Team bạn không thở nổi, phải đầu hàng trong trận đấu này. Và lên huyền thoại rồi anh em đó, anh em thấy cái sức mạnh của xạ thủ Bét được lên tay hiện tại không ạ? Chúng ta vẫn chỉ nên dừng ở mức tham khảo thôi nha. Và theo quan điểm cá nhân của mỡ ấy, thì Leslie nó xứng đáng là xạ thủ ở cấp A thay thế cho Hanabi, hoặc là cấp C anh em ạ. Không biết quan điểm của anh em như nào, đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh để mà đón xem những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có ha. Cứ bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em. Bye bye.